Hello, xin chào mọi người. Video này em sẽ hướng dẫn mọi người cách để lấy ID của một cái profile bất kỳ, của một nhóm bất kỳ, của một fanpage bất kỳ, hoặc là ID của một cái bài post hoặc là cái album bất kỳ. Thì mình có thể áp dụng cái lấy ID này sẽ sử dụng những cái giải pháp về native software. Ví dụ như là lấy ID để sử dụng quét những đối tượng thành viên nhóm, những đối tượng tương tác trên bằng bài viết, những đối tượng like cái fanpage bất kỳ, hoặc là những đối tượng là bạn bè của một cái profile bất kỳ. Ok, thì mọi người sẽ thực hiện những cái bước sau đây. Đầu tiên thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách để lấy một cái ID một cái profile bất kỳ đi. Đầu tiên mọi người chọn một cái profile. Ví dụ em sẽ lấy cái ID của profile này. Em sẽ vào truy cập là atvsoftware.com.vn. Em sẽ dán cái đường link này. Đó. Ok, dán đường link này. Đây đi. Là xong. Đây là cái ID của profile này. Tương tự, ví dụ như một cái bài post đi. Em sẽ click vào. Tức là đây là một cái bài post. Em click vào cái thời gian đăng bài post, em copy cái đường link này. Em cũng sẽ dán cái ID này vào, lấy ID. Đây là cái ID của bài post này. Ok. Tương tự đối với một cái album ảnh, ví dụ thư mục ảnh đi, đây là cái album, ví dụ đây là cái album, đây chẳng hạn, đây là cái album thì em sẽ copy cái album này, copy cái đường dẫn album. Ok, đây chính là cái ID của album này. Đấy, tiếp tục với một cái nhóm. Ví dụ em sẽ vào cái nhóm này. Em copy cái đường dẫn của nhóm này. Dán vào đây, lấy ID. Hệ thống sẽ tự động chuyển đổi sang cái ID nhóm luôn. Đối với một fanpage. Fanpage ví dụ như em sẽ vào một cái fanpage bất kỳ nào đó. Ví dụ như là cộng đồng xin vi hưu tết chẳng hạn, trang này đây, bây giờ em sẽ chọn cái trang này, đây em sẽ copy cái đường dẫn, lấy ID, đây sẽ là cái ID fanpage. Ok, còn gì đúng gì profile cá nhân, fanpage, một bài viết, một album ảnh, một cái thành một cái ID của nhóm. Ok, như vậy là xong rồi. Thì mọi người chỉ cần truy cập vào cái địa chỉ này, id.atvsoftware.com.vn, copy cái đường dẫn mọi người cần lấy ID, một cái profile bất kỳ, một cái bài post bất kỳ, một cái nhóm bất kỳ, hoặc là một cái fanpage bất kỳ, thì hệ thống này nó sẽ tự động chuyển đổi sang ID cho mọi người thôi. Việc của mọi người là chỉ cần copy và dán, sau đó copy cái ID nhập vào những phần mềm, ví dụ phần mềm Simple Facebook, phần mềm Simple UD, phần mềm Simple Graph, để tìm kiếm những đối tượng tiềm năng mà mọi người cần. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Mọi thắc mắc thì mọi người có thể comment ở phía dưới video này, video em sẽ hỗ trợ trong thời gian sớm nhất. Ok.